Với phương châm, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi tổ dân phố là một pháo đài chống dịch. Việc siết chặt công tác phòng dịch ở các khu dân cư được xem là tấm lá chắn quan trọng để khoanh vùng, dập dịch hiệu quả. Cùng với các lực lượng chức năng, ban công tác mặt trận tại các tổ dân phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bằng nhiều cách làm thiết thực. Đây là một điểm phong tỏa trên địa bàn phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Ngay khi có thông báo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã phân công trưởng ban công tác mặt trận tại khu dân cư tham gia đứng chốt, thay ca luân phiên hỗ trợ cho các lực lượng khác để giảm tải áp lực. Vừa rồi thành phố có nhắc nhở đến cái chuyện mà toàn dân phòng chống dịch ấy, thì nói chung là ở khu dân cư này là các ban công tác mặt trận của phường hàng ngày đến động viên các nhà dân, nếu có ai mà ở các khu có vùng dịch đến thì là phải báo trước. Hai nữa, chúng tôi cũng là ban công tác mặt trận, tôi cũng thường xuyên đi giám sát chuyện này. Thứ ba nữa là động viên với các tổ trưởng tổ dân phố cùng bà con giám sát cái việc này, tức là nhà nhà giám sát nhau. Đối với công tác giám sát, phát hiện người về hoặc đến Đà Nẵng từ vùng có dịch, ban công tác mặt trận khu dân cư được xem như cánh tay hỗ trợ đắc lực cho công tác truy vết, điều tra thông tin dịch tễ. Đồng thời, còn vận động người dân tham gia làm tai mắt để không bỏ lọt bất cứ trường hợp nào. Phân công cho từng thành viên một, theo dõi giám sát từng khu phố một, từng con đường một. Và song song đó, chúng tôi phân công để vận động từng gia đình để có gì sẽ báo cáo kịp thời những người mà ở các vùng dịch về và những người đi từ vùng dịch đấy. Thì nhờ như thế, cho nên là chúng tôi vừa qua chúng tôi đã có về trường hợp ở trong khu dân cư thì được nhân dân thông báo ngay đến Zalo của trưởng ban các mặt trận. Để hỗ trợ bà con nhân dân tại các khu phong tỏa, đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở tích cực vận động các hội đoàn thể cùng chung tay đưa những chuyến hàng hóa, nhu yếu phẩm đến với người dân. Của ít lòng nhiều, mặt trận cơ sở trở thành nhịp cầu để kết nối những tấm lòng mạnh thường quân. Mặt trận cũng có lời kêu gọi đối với hệ thống mặt trận, các hệ thống đoàn thể chính trị xã hội ở khu dân cư để chung tay góp sức với phường trong các hoàn cảnh khó khăn để giúp cho bà con. Không đứng ngoài cuộc chiến với COVID-19, sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở sẽ tạo hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ tại khu dân cư. Khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến khó lường, chính sự đồng lòng, quyết tâm của người dân là yếu tố quan trọng để góp phần cùng thành phố đẩy lùi đại dịch.